bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa áp dụng các kỹ thuật cao để cứu sống bệnh nhân bị ngừng tim đột ngột bệnh nhân là tth 26 tuổi ở huyện thanh thủy quê ở phú thọ có tiền sử động kinh từ nhỏ vẫn duy trì dùng thuốc theo đơn tại nhà Ngày 22 tháng 3, bệnh nhân đột nhiên co giật kèm theo tím tái vào trung tâm y tế có diễn biến suy hô hấp, ngưng tim phải cấp cứu liên tục khoảng 30 phút để tim đập trở lại. Tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ đã xác định đây là một trường hợp rất nặng, ngay lập tức áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực chuyên sâu nhất như thở máy lọc máu liên tục thăm dò huyệt động và đặc biệt là biện pháp hạ thân nhiệt chỉ huy đây là những kỹ thuật cao chuyên sâu đã được thực hiện thường quy tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ áp dụng cho người bệnh trong tình trạng nguy kịch ngừng tuần hoàn sau 20 ngày điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh nhân đã tỉnh táo tự thở huyết khối ổn định và đã được ra viện có hẹn tái khám kiểm tra định kỳ Tiến sĩ bác sĩ Hà Thị Bích Vân, trưởng khoa hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là một trường hợp rất nặng có tỷ lệ tử vong cao. Nhờ áp dụng các biện pháp hồi sức kỹ thuật cao cùng với đồng bộ chuyên nghiệp của các bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt nguy hiểm để trở lại với cuộc sống bình thường. Cũng tương tự trường hợp trên, trước đó cũng tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng cũng đã tiếp nhận một người bệnh 77 tuổi với chẩn đoán khi vào viện hôn mê sâu cấp cứu ngừng tuần hoàn sau nhồi máu cơ tim cấp. Trước đó người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và đã được đặt sờ tên mạch vành. Trong quá trình đặt sờ tên, người bệnh xuất hiện ngừng tim và được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong 2 giờ. Do tình trạng người bệnh trở nên nặng, gia đình đã thống nhất cho xin về nhà và liên hệ với công ty mai táng. Tuy nhiên khi về nhà, người bệnh vẫn tiếp tục được thở máy duy trì thuốc vận mạch. Gia đình thấy hình ảnh nhịp tim trên monitor nên đã quyết định đưa người bệnh vào bệnh viện trở lại. Khoa hồi sức tích cực yêu cầu tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Tại đây, người bệnh trong trạng thái hôn mê có đắt gâu 3 điểm, đồng tử hai bên giãn 5mm, mất hết các phản xạ, phân tím giải rác toàn thân, nhịp tim 130 chu kỳ trên 1 phút, huyết áp 70 trên 40 mm thủy ngân, đang duy trì ba thuốc vận mạch liều tối đa, SPO2 70%, phổi nhiều ran ẩm, ran nổ. Xét nghiệm thể trạng tình trạng toàn máu, suy đa tạng với điểm SOSA 16 điểm, tiên lượng tử vong hơn 90%. Xác định tình trạng người bệnh rất nặng, cơ hội duy trì sự sống rất thấp. Các bác sĩ cũng đã trực tiếp trao đổi giải thích tình trạng bệnh đối với người nhà bệnh nhân được sự đồng thuận cao của gia đình và tiếp tục điều trị can thiệp chuyên sâu dù đã được cải thiện dập thấp. Người bệnh đã được tiến hành ngay và đồng thời can thiệp các hồi sức chuyên sâu, lọc máu liên tục, đặt thiết bị thăm dò huyết khối bằng phương pháp PCCO. Đặc biệt, người bệnh còn được tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy. Hạ thân nhiệt đã giúp chuyển hóa cơ thể, giảm nhu cầu tiêu thụ oxy, cải thiện tình trạng thiếu máu, giảm sản sinh các chất oxy hóa tự do để bảo vệ não và các mô cơ quan. Người bệnh được hạ thân nhiệt diễn ra trong 4 giai đoạn. Giai đoạn cảm ứng, Dùng chế độ làm nhanh ở mức tối đa, giai đoạn nhanh chóng đến nhiệt độ của cơ thể xuống mức ở đích là 33 độ C trong thời gian ngắn nhất. Giai đoạn duy trì, duy trì nhiệt độ đích ở 33 độ C trong 24 giờ. Giai đoạn làm ấm, dùng chế độ làm ấm nòng thân nhiệt ở nhiệt độ 37 độ C, cần làm ấm chậm tốc độ 0,25 độ trên 1 giờ. Giai đoạn bình thường hóa thân nhiệt, duy trì 37 độ C trong 24 giờ. Qua mỗi giờ, sự sống của người bệnh vẫn duy trì là niềm hy vọng của gia đình ngày một lớn lên. Sau 72 giờ tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh đã được ngưng thuốc an thần để đánh giá lại trí giác. Trí giác đã được cải thiện, người bệnh có đáp ứng với kích thích. Tuy nhiên, sự cải thiện về chức năng não kết quả của quá trình hạ thân nhiệt chỉ huy là bước cải thiện đầu tiên đồng thời góp phần hy vọng lớn của người bệnh, gia đình cùng nhân viên y tế không đàn trí. Sau 63 ngày nằm viện, người bệnh đã được ra viện trong tình trạng hồi phục trí giác, vận động hoàn toàn, có thể phục hồi và tự đi vệ sinh cá nhân. Ngừng tuần hoàn là tình trạng tim ngừng hoạt động hoặc hoạt động không có hiệu quả tử vong và tẩn tận sau khi ngừng tuần hoàn là những mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng mặc dù đã có những tiến bộ trong quá trình điều trị tỷ lệ sống sót của người bệnh sau ngừng tuần hoàn vẫn còn rất thấp tại hoa kỳ ghi nhận trên 6% người bệnh ngừng tuần hoàn ngoại viện và 24% người bệnh ngừng tuần hoàn trong viện sống sót sau khi xuất viện hạ tân nhiệt chỉ huy đã được chứng minh có hiệu quả cao giúp người bệnh ngừng tuần hoàn có nhiều cơ hội sống hơn các báo cáo trên thế giới đã chứng minh hiệu quả của liệu pháp này giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống 14% và giảm đi di chứng tàn phế xuống 11%. Kết cục thần kinh tốt được quan sát cho thấy ở 85% số người sống sót ở Hoa Kỳ và lên đến 95% số người sống sót ở các nước châu Âu. Theo các chuyên gia y tế, ngừng tân hoa là tình trạng tim ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Mặc dù đã có những tiến bộ trong quá trình điều trị, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân sau ngừng tân hoàn vẫn còn rất thấp nguy cơ di chứng thần kinh rất nặng nề và sau ngừng tân hoàn sẽ gây tổn thương não tổn thương tim và các phản ứng viêm có hại nguy cơ phủ não viêm và hoại tử dẫn tới chết não hoặc thậm chí có thể dẫn tới tử vong các tổn thương não sau ngừng tân hoàn thường không phục hồi và để lại di chứng rất nặng nề tuy nhiên việc hạ thân nhiệt kịp thời sẽ giúp ngăn chặn đáng kể quá trình tổn thương này từ đó giúp bệnh nhân có nhiều cơ hội hồi phục hơn mà lại kết quả điều trị tốt đồng thời hạn chế tối đa di chứng về thần kinh cũng theo các bác sĩ, phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy là kỹ thuật hồi phục sức thần kinh tiến bộ đã được chứng minh có hiệu quả trong việc bảo vệ và hồi phục chức năng thần kinh ở những người bệnh ngừng tuần hoàn. Thành công trong áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy sẽ góp phần cứu sống các bệnh nhân tổn thương não cấp cứu ngừng tuần hoàn cũng như sau chấn thương sọ não hoặc tai biến mạch máu não. Phương pháp điều trị này với mục đích làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể, hạ thân nhiệt cũng tương tự như trạng thái ngủ nhằm bảo tồn não và cơ quan quan trọng khác, nâng cao cơ hội hồi phục cho bệnh nhân kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy là phương pháp kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu sử dụng kỹ thuật làm lạnh để có thể có thể hạ mức độ từ 36 độ C, 33 đến 36 độ C và nhiệt độ này duy trì trong một thời gian nhất định. Sau đó sẽ làm ấm bệnh nhân trở lại với tốc độ tăng nhiệt được yêu cầu, khi chặt chẽ, chính xác, nâng dần nhiệt độ của bệnh nhân cho tới khi đạt được hiệu quả bình thường phương pháp này giúp giảm chuyển hóa cơ thể sống trạng thái khi ngủ giảm nhu cầu tiêu thụ oxy cải thiện tình trạng thiếu máu giảm sản sinh ra các oxy hóa tự do để bảo vệ não các mô cơ quan cải thiện tình trạng tế bào não từ đó các tế bào não sẽ được hồi phục tăng khả năng sống sót cho bệnh nhân vào hồi sức cấp cứu tim mạch nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều trị hạ thân nhiệt chỉ huy đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ cải thiện chức năng thần kinh trung ương ở những bệnh nhân sông ngừng tuần hoàn. Hiện nay, phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy đã được đưa vào quy trình cấp cứu hồi sinh bệnh nhân ngừng tuần hoàn và được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Bệnh nhân được hạ thân nhiệt chỉ huy trong dưới 8 giờ sau khi ngừng tim với hy vọng đây lại kết quả khả quan. Mỗi 1 giờ trôi qua, nếu không được điều trị hạ thân nhiệt thì tuần thường não sẽ tăng lên khoảng 20%, để lại di chứng nặng nề về thần kinh. Phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy trước đây chưa được áp dụng mạnh mẽ, với những bệnh nhân hôn mê ngừng tim ngừng tuần hoàn sẽ bị tổn thương não do thiếu oxy trong quá trình ngừng tim tiến triển để lại di chứng nặng nề như hôn mê kéo dài sống thực vật tuy nhiên những năm qua kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy đã được sử dụng trên nhiều nước trong đó có việt nam những bệnh nhân ngừng tim ngừng tuần hoàn đã được hồi phục chỉ giác không để lại những di chứng về thần kinh theo thống kê khoảng 70% bệnh nhân ngừng tim ngoại viện liên quan đến các vấn đề về tim mạch việc thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý nguy cơ như tăng huyết áp bệnh mạch vành dối loạn nhịp tim đái tháo đường rối loạn chuyển hóa lipid béo phì tăng huyết áp là rất quan trọng đây là những bệnh lý cần được phát hiện điều trị tối ưu bên cạnh đó cần thể duy trì một chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp sẽ giúp giảm bớt nguy cơ này những người có tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp tim mạch cũng cần phải khám sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần hoặc một năm một lần Cuối cùng, có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ rằng việc điều trị hạ thân nhiệt chỉ huy có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ và cải thiện chức năng thần kinh trung ương ở những bệnh nhân sau ngừng tân hoàn ngừng tim. Hiện nay, phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy đã được đưa vào quy trình cấp cứu hồi sinh bệnh nhân ngừng tân hoàn ngừng tim và được áp dụng rộng rãi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.